thưa quý vị trong chương mục con người và con ngậm hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tân chủ tịch quốc hội của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam qua bài viết của tác giả trân văn đăng trên đài tiếng nói hoa kỳ vương đình huệ cũng có một tuổi thơ dữ dội trận báo dư luận chưa tan sau khi ông nguyễn anh trí một đại biểu quốc hội ca ngợi ông nguyễn phú trọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước, có mái đầu bạc trắng hiên ngang với gánh sơn hà nặng triệu hai vai là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc vân vân. Đã tăng cường độ khi mà tờ giao thông ca ngợi ông Vương Đình Huệ, tân Chủ tịch Quốc hội. Ông Huệ nguyên quán ở làng Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được mô tả là nổi tiếng thông minh và học giỏi ngay từ nhỏ để tăng tính thuyết phục trong việc quảng bá ông huệ như nhân vật có dáng vẻ thư sinh được thầy cô bạn bè quý mến tờ báo giao thông dẫn lời một cặp vợ chồng từng dạy ông huệ thời ông học cấp 3, khen ông là thông minh có chí có tố chất làm lãnh đạo từ nhỏ trọng tình nghĩa đồng thời dẫn lời một người bạn học vô danh nhé nhấn mạnh tuy nhà nghèo nhưng ông huệ học rất giỏi không những có tiếng ở nghi lộc mà cả tỉnh nghệ an năm lớp 10, cái hồi năm 1974 đó, từng được tỉnh Nghệ An tặng cho một chiếc xe đạp do thành tích học tập xuất sắc của mình. Ngay sau khi tờ báo Giao thông công bố bài báo vừa kể, nhiều người sống cùng thời với ông Huệ, thật sự là từng nức tiếng là học sinh giỏi đó nha, đặc biệt là những người ở Nghệ An đã lên tiếng nói lại cho rõ. Chẳng hạn ông Chu Hồng Quý, vốn là cựu học sinh trường năng khiếu nghệ tỉnh. Ông nói, lịch sử xã Nghi Xuân nói riêng và vùng ven biển Nghi Lộc cửa lò, từ xưa đến nay chưa có đứa nào vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia mà kêu là Huệ học giỏi nổi tiếng xứ nghệ cả. Năm 1974 thì thủ khoa học sinh giỏi miền Bắc kia cũng còn chưa được tặng xe đạp chứ đừng có nói gì là học giỏi ở trường cấp huyện. Sao không nói quách đi là được phần thưởng iPhone luôn cho nó máu? Để chứng minh, ông Quý đưa lên Facebook một công văn do Ti Giáo dục Nghệ An phát hành hồi năm 1969, quyết định khen thưởng 15 học sinh đạt loại giỏi và khá trong kỳ thi tốt nghiệp niên khóa 1968-1969. Ngoài giấy khen thì mỗi người chỉ được thưởng thêm một cây bút kim tinh và một lọ mực anh hùng. Ô, ông Quý còn kèm theo lời bình thủ khoa đội tuyển tỉnh thi quốc gia đoạt giải học sinh giỏi toàn quốc mà phần thưởng chỉ có 14 quyển sách truyện viết về Bắc Hồ. Trong khi Huệ học giỏi ở trường huyện mà lại được thưởng một chiếc xe đạp. Cá một gia tài mà một gia đình khá giả khi đó mới tậu nổi. Đó. Đây không phải lần đầu tiên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam tô son trát phấn cho ông Vương Đình Huệ nhằm dựng lên cái huyền thoại về một nhân vật thông minh, học giỏi, có chí vượt khó, có tư chất chỉ huy lãnh đạo ngay từ thuở thiếu thời. Hồi năm 2011, sau khi ông Huệ được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính trong nội các của ông Nguyễn Tấn Dũng, tờ báo Giáo dục cũng đã từng có một bài viết về tuổi thơ dữ dội của ông Huệ và bị công chúng chỉ trích còn dữ dội hơn nữa. Lúc ấy, tờ Giáo dục dẫn lời của bà Võ Thị Cầm, là thân mẫu của ông Huệ kể về con trai của bà như thế này. Huệ nó chăm học lắm, có nhiều lúc nó trong đèn học thâu đêm. Những khi đèn dầu hết, nó học nhờ ánh trăng và bắt chước người xưa, bắt đom đóm, bỏ vào quả cà rỗng để mà học rồi có hôm nó học khuya quá thương con nhà còn nắm gạo tôi nấu cháo cho nó nhưng nó không chịu ăn nó bảo mẹ ăn đi mà lấy sức con không đói đâu nó bê cháo đến nài cho mẹ ăn làm tôi cảm động cứ ôm lấy con mà khóc tuy nhiên ông huệ không phải là viên chức đầu tiên trong nhóm lãnh đạo hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại việt nam được hệ thống truyền thông chính thức quảng bá rằng lúc thiếu thời do nghèo khó từng phải dùng đom đóm thay đèn để mà dùi mài kinh sử ông trần đại quang cựu ủy viên bộ chính trị cựu bộ trưởng công an cựu chủ tịch nhà nước đã quá cố mới là người đi tiên phong trong cái việc kể với công chúng rằng đom đóm đã tham gia trợ giúp thu thập tri thức để nên người. Giả sử từng có giai đoạn mặt định chi, trạng nguyên thời nhà Trần, một danh nhân Việt Nam hiếu học tới mức bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng thay đèn để đọc sách. Sở dĩ nhiều thế hệ truyền khẩu giai thoại này vì nhiều người xem đó là một tấm gương đẹp về vượt khó để học hành, song dùng đom đóm nhằm sơn phết những nhân vật đương đại thì lại lại là ô là la bất trí và không có lương thiện. Đó cũng là lý do hồi năm 2011 đã có rất nhiều người phân tích về thật hư của cái việc dùng đom đóm để thay đèn mà đọc sách. Chẳng hạn một bài phân tích trên trạm sách về giai thoại mạc định chi đom đóm. Sau khi nhận ra nguy cơ là sẽ thêm nhiều chính cách tự giới thiệu đã phát triển cái sự tự học từ đom đóm. Đây nha, đầu tiên để mắt người có thể đọc được, tối thiểu cần độ sáng là 450 lumen. Lumen là đơn vị đo độ sáng. Thứ hai, độ sáng của một con đom đóm là vào khoảng 0,0006 lumen. Cái thí nghiệm này được Newton Harvey và Kenneth Stevens thí nghiệm vào năm 1928. Với đèn sợi đốt như thế kỷ 19 mà Thomas Edison dùng á, thì mỗi watt đem lại độ sáng là 11,25 lumens như vậy để có độ sáng như bóng đèn sợi đốt 40 watt tương đương với 450 lumens thì sẽ cần là à, quý vị lấy 40 watt nhân cho 11,25 rồi chia cho 0,0006 tức là độ sáng của một con đồng đóm thì như vậy chúng ta sẽ cần à uh, tức là muốn có được 40W, muốn có được cái độ sáng là 450 lumens đủ để cho con người có thể đọc đó thì chúng ta cần 750.000 con đom đóm. Những năm tâm tối của thế kỷ 13, tức là cái thời mặc định chi đó ha quý vị. Thì cứ cho là đom đóm nó bu đầy trong bụi đi. Cụ mạc vợt phát được trăm con và có thể kiếm được cả ngàn con đom đóm nhét vô vỏ trứng đà điểu đồ đi. Cụ nhặt được vỏ trứng khủng long thì may ra. Hả? Quý vị cứ tưởng tượng 750.000 con đom đóm thì cái vỏ trứng nó phải là vỏ trứng con gà, con vịt hay con đà điểu hay con khủng long. Thì quý vị mới có thể nhét được 750.000 con đom đóm vào trong đó. Thì mọi người cũng có thể hình dung là nó cũng chưa có bằng một cái bóng đèn sợi đốt với công suất là 1 W. 1 W là 11,25 quý vị chia cho 0, 0,006. Nó tương đương với 18.750 con đom đóm đó thưa quý vị. Thì bây giờ quý vị cứ hình dung cho dễ một cái bóng đèn sợi đốt mà 40 W tương đương với 450 lumen là cái độ sáng mà mắt thường con người chúng ta có thể đọc được thì quý vị cần à, một bóng đèn 40W thì quý vị cần 750.000 con đom đóm. Nên bây giờ chúng ta nói thôi bây giờ chúng ta lấy một cái bóng đèn 1W thôi. một w thôi thì nó tương đương với 18.750 con đom đóm. <laughs> Làm mờ. Mà hơn cả trăng đêm rằm nữa thưa quý vị à. Thứ ba, ai cũng thấy về mặt sinh học thì con đom đóm nó lập lòe. Chính xác là con đom đóm sẽ tắt 4 giây và sáng nửa giây. Chứ nó đâu có sáng liên tục đâu. Do đó, cái ánh sáng không đồng nhất này thành một dải. À, cái ánh sáng nó không đồng nhất thành một dải này mà nó thay đổi theo cái tần suất lập lòe của con đom đó nó tương tự như cái đèn huỳnh quang vậy đó do đó cái đèn học của cụ mạc định chi sẽ có tần suất nhấp nháy rất là lớn và dẫn đến mắt của cụ sẽ rất nhanh xuống cấp rồi cái điểm thứ tư là để xử lý vấn đề tần suất nhấp nháy rất lớn đó thì ta cần phải có tám lần cái số đom đóm thay phiên nhau để nháy để duy trì 450 lumens liên tục 450 lumens là cái đơn vị đo độ sáng mà mắt của con người chúng ta có thể đọc được đó ha quý vị thì bây giờ mình sẽ cần 8 lần 8 lần cái 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 số lượng đom đóm cần thiết nhấp nháy như vậy thì quý vị cứ cứ nhân để mà có được 450 cái lumens đủ để đọc thì chúng ta cần 750.000 cái con đom đóm. Nhưng mà do những cái con đom đóm này á nó nháy liên tục cái độ nhấp nháy của nó thành ra chúng ta phải cần 8 lần cái số lượng con đom đóm thì quý vị cứ lấy 750.000 con đom đóm quý vị nhân cho 8 thì nó ra cái số lượng là 6 triệu con đom đóm đó. Xin nhắc lại là 6 triệu con đom đóm nha thưa quý vị. Nếu mà bắt đủ thì không biết cụ Mạc Đỉnh Chi sẽ để cái số đom đóm đó vào đâu. Và lần này thì sẽ là cái trứng của con gì. Trứng con khủng long cũng không thể để đủ, không đủ chỗ để mà chứa 6 triệu con đom đóm nữa. Vậy thì với một cây đèn học vừa nhấp nháy lại có một cái ánh sáng yếu ớt như vậy thì việc mà cụ Mạc Đỉnh Chi mắt không có tin tường rõ ràng thì hẳn là có thủ phạm. Và không tin ở cái mức độ nào thì thực ra chỉ có riêng cái việc cụ bắt nhầm con chim vẽ treo trên tường khi mà cụ đi xứ sang Trung Quốc thời nhà Nguyên theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ha quý vị thì cũng có thể biết là cụ cụ Mạc Định Chi bị cận ở cái mức độ nào rồi gì thời của cụ tìm được cái đèn tự chế ha? thưa quý vị tác giả viết là cái đèn do it yourself anh chị tự nghiễn dịch ra do it yourself có nghĩa là tự chế tức là nếu như cái thời của cụ mà cụ tìm được một cái đèn đủ sáng để mà đọc thì đã là cái việc khó lắm rồi nhưng mà cái đèn đom đóm tự chế của cụ mà có thật thì chắc khoa học hiện tại phải quỳ xuống lại cụ luôn sau khi người Pháp vào Việt Nam mang theo văn minh và khoa học kỹ thuật. Việt Nam bắt đầu có điện từ năm 1894. Đến năm 1954 thì điện lực cách mạng Việt Nam bắt đầu tiếp quản hệ thống điện mà Pháp xây dựng ở phía Bắc Vĩ tuyến 17. Vậy mà gần đây người ta lại theo dệt nhiều giai thoại về cái cậu học trò nghèo bắt đom đóm làm đèn học hay là cái tuổi thơ dữ dội của ai đó bắt đom đóm cho vào cái quả cà rỗng như cái đèn đom đóm tự chế của cụ mạc làm như việt nam bây giờ mới có điện chứ mấy mươi năm trước chưa từng được soi sáng hay sao ấy nhỉ cuối cùng thì đây là thế kỷ của khoa học kỹ thuật bạn không thể rình rập đi tắt đón đầu với cái đầu đèn đom đóm còn trong tay là cái la bàn ma dê in việt nam được đâu Ông Trần Đại Quang từng im lặng khi chị của ông kể rằng ông từng bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học. Rồi đến bây giờ ông Vương Đình Huệ cũng im lặng khi mẹ ông kể về cái tuổi thơ dữ dội khiến ông phải cậy đến những cái con đom đóm và cái quả cà rỗng để mà phát triển cái sự học. Quý vị thấy không, ông Nguyễn Phú Trọng thì thản nhiên ngồi thưởng thức những lời ông Nguyễn Anh Trí ca ngợi mình nào là mái đầu bạc trắng hiên ngang với gánh sơn hà nặng triệu hai vai là trung tâm đoàn kết khơi nguồn tự hào dân tộc im lặng tán thưởng hay phản bác những lời ca tụng trơ trẽn sống sự là quyền của mỗi người nhưng phản ứng kiểu nào sẽ quyết định bơm thổi có khả năng trở thành công nghệ hay không 750.000 con đom đóm đó thưa quý vị. Chúng ta có thể hình dung đến vỏ trứng của cái con nào có thể chứa được 750.000 con đom đóm đủ để cho mắt thường chúng ta có thể đọc được. Tuy nhiên, để mà đọc được với một dải sáng dài liên tục, cần phải có 8 lần cái con số 750.000 con đom đóm đó. Tức là để mà chúng ta có thể đọc được một cách liên tục cái ánh sáng liên tục chứ không có phải nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy thì tám lần của 750.000 con đom đóm là 6 triệu con đom đóm đó thưa quý vị ạ. À.